Còn thưa anh Huỳnh Giáo Ngọc Khôi, được biết anh là chuyên phụ trách về chương trình Anh ngữ thạc sĩ tại công ty Tân Đại Dương. Như vậy thì anh có thể cho Ngọc Châu hỏi một chút là chương trình dự bị thạc sĩ là gì? Tại sao chúng ta cần phải học chương trình này mà không học thẳng một chương trình thạc sĩ tại Mỹ? Và tại sao chúng ta phải nên học dự bị thạc sĩ tại Mỹ thưa anh? Những cái chương trình này sẽ giúp cho các bạn có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc học tập cũng như là nghiên cứu chuyên sâu của chương trình thạc sĩ sau này. Ví dụ như kỹ năng về viết văn bản học thuật, nghe thuyết trình, kiến thức cơ bản về các thuật ngữ chuyên ngành cũng như là những kỹ năng cần thiết khác. Chương trình dự bị thạc sĩ thường là kéo dài trong 12 tháng và thường là cũng chia thành 3 mảng chính, đó là các môn chuyên ngành, kỹ năng nghiên cứu và các khóa đào tạo về tiếng Anh. Du học thạc sĩ ở Mỹ sẽ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời về những cái ưu điểm sau đây. Thứ nhất là bằng cấp ở Mỹ được coi như là có chất lượng giáo dục tốt về mặt đào tạo cũng như là thực hành. Thứ hai là thời gian học tập thì thường ngắn, chỉ có 2 năm, còn những cái chuyên ngành đào tạo cũng rất là đa dạng. Và cái điều đáng quan tâm nhất đối với những học sinh quốc tế đó là cái chi phí học tập cũng như là sinh hoạt ở Mỹ rất là hợp lý nữa. Lời khuyên của Tân Đại Dương đối với những bạn đang cũng có một tấm bằng thạc sĩ tại Mỹ mà tiếng Anh còn chưa tốt là các bạn nên theo học chương trình dự bị thạc sĩ. Lợi ích của cái chương trình này là các bạn sẽ có một kiến thức vững chắc về những cái chủ đề có liên quan tới chương trình thạc sĩ sau này. Và các bạn cũng sẽ có thời gian làm quen với hình thức học tập mới tại Mỹ. Trong quá trình học tập dự bị thạc sĩ thì bạn cũng có thời gian làm quen với cuộc sống ở Mỹ. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng vượt qua cái cú sốc văn hóa.